Bạn thân mến, giang dở là những tiếng thở dài. Nhưng giang dở ở đây không phải là những tiếng thở buồn. Tại sao có người nói tình chỉ đẹp khi còn giang dở? Đề tài này được trích trong tập sách Viết trong tâm hồn. Trong những giang dở ảm đạm vì là những tiếng thở buồn, thì cũng có những giang dở như những nối kết cho một chuyện tình. Tôi tin là có những giang dở đẹp. Giang dở. Tình chỉ đẹp khi còn giang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề. Đời có thật mất vui khi vẹn câu thề không? Tình chỉ đẹp khi còn giang dở, hay là cho dù dở giang, tình vẫn đẹp? Người ta nói, chấm dứt mối tình dở dang, nghĩa là lúc tình đó đang dang dở thì bị chấm dứt. Nhưng có phải đã chấm dứt rồi thì tình đó không còn dở dang nữa không? Chấm dứt là xong, là trọn vẹn, không còn gì để nói. Khi đã chấm dứt thì tình đó thuộc về dĩ vãng nguyên tuyền. Nó giang dở trong quá khứ, mà trọn vẹn xong ở hiện tại. Như vậy, tình thuộc dĩ vãng không còn tiếp tục hôm nay, thì còn gì là giang dở? Xem ra là thế. Tuy nhiên, thuộc về dĩ vãng chưa hẳn là thuộc về vùng đã quên. Nếu còn nhớ, thì ngay khi chấm dứt tình giang dở, tình vẫn chưa hết dở dang. Chấm dứt mà còn nhớ, thì chuyện tình chỉ chấm dứt trong không gian ngoại cảnh, chứ chưa hết trong không gian tâm hồn. Vì lẽ ấy, cũng khá khó cho một định nghĩa tình giang dở là gì, và còn khó hơn tình giang dở có còn đẹp không? Có thể tìm một định nghĩa dễ hơn. Tình giang dở là tình còn nhớ. Ở đây, giang dở không có nghĩa là chấm dứt lúc còn dở dang. Giang dở là chưa xong. Rồi người gục đầu xuống và tắt thở. Gioan đoạn 19 câu 30. Đó là tin mừng Gioan tường thuật về cái chết của Đức Kitô. Hơi thở của Ngài không còn giang dở. Một sự gục đầu trọn vẹn kết thúc. Nhưng tình của Đức Kitô không phải là tình đã xong trong quá khứ. Tình ấy không chấm dứt ở thập giá chiều nào trên đồi Do Thái. Tình ấy vẫn hàng ngày gọi. Hằng chiều chờ, tôi gọi tình ấy là tình dở dang. Đức Kitô tiếp tục yêu, còn tôi chưa nhận đủ. Ngài cho tình yêu, nhưng bàn tay tôi có nhiều khe rãnh, nên hứng lãnh mà tình ấy cứ rơi đi hoài. Vì cái giang dở ấy, nên Ngài cứ băn khoăn làm sao cho tôi múc được nhiều để hồn tôi bớt vắng và tim tôi thôi vơi. Và vì thế,
giờ giang của tình yêu ấy là giang giờ đẹp. Tôi thấy trong giang giờ của tình yêu này, một trái tim bao dung và kiên nhẫn. Nhờ giờ giang ấy mà tôi thấy Ngài không mòn mỏi vì phải đợi chờ, không đếm thời gian và đưa tình yêu vào thời khóa biểu. Giữa tôi với Ngài, còn thời gian thì còn giang giờ, còn thương xót. Đức Kitô yêu tôi bằng tình trọn vẹn. Ngài là tình yêu. Gioan đoạn 4 câu 16. Ngài cho tôi chính Ngài với hơi thở sau cùng trên thập tự. Nói về công việc thì xong, biến cố lịch sử trên núi Sọ hoàn tất. Nhưng tình yêu ấy không là biến cố lịch sử. Biến cố lịch sử chỉ là một trong những đường nét để vẽ chân dung tình yêu. Tình yêu ấy vẫn yêu tôi. Thập tự giá ngày xưa vẫn là thập tự giá hôm nay kéo dài trên bàn thờ khi tôi dâng lễ. Đức Kitô đã phục sinh, nhưng trong đau đớn của chi thể Ngài là nhân loại thì Ngài vẫn còn bị đóng đinh. Trong yếu đuối, tôi làm phai nhạt bao nhiêu chuyện tình đẹp giữa tôi và Ngài. Tôi vẫn lỗi phạm. Trong lãng quên, tôi vẫn xuôi chiều bao nhiêu cám dỗ. Vì thế, tình tôi với Ngài làm sao mà không giang dở cho được. Chỉ có tình trọn vẹn ở phía thập giá. Thập giá yêu thương nhân loại. Nhưng nhân loại không có tình trọn vẹn, nên khi tình trời nối với tình đất, thì tình trời mang thương khó. Ngày nào còn nhân loại, thì tình giữa nhân loại và thập giá còn là tình dở dang. Không có tình yêu, trọn vẹn sẽ là trọn vẹn thiếu. Với tình yêu, giang dở sẽ thành giang dở quý mến. Có những giang dở cần thiết. Giang dở cho chuyện tình còn dài, còn nhắc nhở, còn sám hối. Trong các phép lạ của Chúa, có một loại phép lạ có thể gọi tên là phép lạ giang dở, một thứ giang dở mà Đức Kitô nhất định giữ. Đó là khi chữa mắt cho người mù, Ngài chỉ chữa một cách giang dở. Ngài lấy bùn thoa vào mắt người mù, nhưng anh ta chẳng khỏi. Anh ta phải đi rửa ở hồ sứ giả. Mù làm sao mà đi dễ dàng? Thế mà Chúa không chữa cho xong. Gioan đoạn 9, câu 1 đến câu 41. Tiệc cưới Cana cũng vậy. Chúa không làm phép cho có rượu, nhưng chỉ làm cho nước hóa rượu. Đức Kitô bảo các gia nhân, hãy múc nước đổ đầy các chum. Gioan đoạn 2 câu 7. Sao Chúa không làm cho có rượu luôn đi, mà lại bảo người ta đổ nước? Chúa chỉ làm một nửa. Thương xót thì trọn vẹn, nhưng thương xót ai? Bởi đó, thương xót còn hệ tại đối tượng được thương xót muốn thương xót bao nhiêu. Do đấy, những thương xót cần giang dở để đối tượng được thương xót kia lựa chọn mức độ thương xót cho mình. Nếu các gia nhân chỉ múc nửa bình thì chắc rượu chỉ có nửa bình thôi.
làm phép bánh từ không có hóa ra có, và từ có sẵn hóa ra có thêm, là hai thái độ, biểu tượng cho hai nội dung rất khác nhau. Chiều hôm ấy, đám dân chúng đói không có gì ăn, các môn đệ không đủ bánh, nghĩa là có nhưng thiếu, hoặc nói cách khác là có mà dở dang. Chúa không vứt cái dang dở ấy rồi tự mình làm phép lạ. Chúa bảo đem cái dang dở ấy đến. Sao Chúa không làm phép lạ cho có bánh, mà chỉ làm phép lạ cho bánh hóa ra nhiều? Sao Chúa cứ thích cái dang dở của các tông đồ làm chi? Marco đoạn 6 câu 35 đến câu 43. Thấy đền thờ thành nơi buôn bán, giờ uế mất rồi. Chúa bảo phá đi rồi trong 3 ngày, Ngài xây dựng lại. Tại sao Ngài không phá luôn cho tiện, mà chỉ xây lại khi người khác phá? Gioan đoạn 2, câu 13 đến câu 22. Chúa thích những phép lạ dang dở. Chúa làm có một nửa nên nhân loại mới được góp phần trong công việc trọng đại ấy. Cái dang dở Chúa để xảy ra là dang dở huyền diệu. Thiếu dang dở này, con người thiệt thòi biết bao. Cần có những dang dở của Chúa để dang dở của con người hết dở dang. Con người không thể làm phép lạ tự cứu lấy mình. Chúa cũng không cứu con người khi con người không tự do nhận lãnh. Phép lạ của Chúa cần là phép lạ một nửa, phép lạ dang dở để tôi được tham dự. Cái dang dở của Chúa là chỗ trống cho tôi bước vào. Bởi đó, những gì dang dở mà Chúa để xảy đến trong cuộc sống, tôi phải tìm hiểu. Có khi là đau khổ, có khi là những ngày chán nản, những mũi chỉ thêu ngang dọc làm cho tấm tranh rối mù lộn xộn. Nhưng nó sẽ là tác phẩm nghệ thuật khi nó hết dở dang. Con đường hội thánh đang đi là con đường dang dở. Công cuộc giao giảng tin mừng là công cuộc dở dang. Nhưng trong dang dở ấy là ngưỡng cửa hy vọng. Đời truyền giáo của tôi là một hành trình đang dang dở. Tay tôi ngắn mà cánh đồng thì mênh mông. Nhưng nối tiếp những dang dở sẽ thành hoàn hảo. Người sống hy vọng phục sinh là kẻ chấp nhận những dở dang Chúa để xảy đến, và nhìn thấy dở dang trong công cuộc giao giảng thập giá là dang dở lạc quan. Dang dở của tình yêu giữa tôi và Chúa không là dang dở phải chấm dứt. Chúa không bao giờ chê căn nhà tôi nghèo nàn. Tôi cũng chẳng muốn bỏ Chúa. Dang dở chỉ vì yếu lòng. Dang dở vì vụng về trong những lựa chọn. Dang dở vì lấp lửng với những cám dỗ. Từ linh hồn thành thật rất sâu, tôi không muốn những dang dở này. Có băn khoăn về những sa ngã, có hối hận về những không trọn vẹn, sẽ làm cho chuyện đường thập giá gồ ghề hơn. Những gồ ghề là những cản ngăn.
nghĩa là đường thập giá sẽ thập giá hơn nữa. Khi đường thập giá trở nên thập giá hơn, thì linh hồn gian nan hơn. Nhưng vì gian nan đó cũng sẽ làm cho đường thập giá ấy ý nghĩa hơn. Những chuyện tình gian nan bao giờ cũng là những chuyện tình nhiều kỷ niệm. Và bởi đó, đường thập giá, cho dù dở dang, vẫn luôn luôn là những chuyện tình đẹp. Không phải dang dở thì mới đẹp, nhưng là vẫn đẹp khi dở dang. Lạy Chúa, ngày nào còn hơi thở, thì tim con còn rung cảm rực nóng. Còn rung cảm rực nóng, thì còn những dở dang. Nhưng đường Chúa gọi đi là đường tình thập giá, không đánh dấu bằng những lần ngã dở dang. Chúa nối những dang dở ấy thành đường thập giá. Bởi đó, con hy vọng và lạc quan trong mọi dang dở của hành trình thiêng liêng. Và con phải biết, Chúa rất cần một thứ dang dở, là Chúa không hoàn thành cho con tất cả ước mơ nếu con không thực sự mơ ước. Ước mơ đẹp là mình ước mơ, còn ước mơ hững hờ là ước mơ người khác mơ ước dùm mình. Xin cho con không bao giờ thở dài về sự dở dang trên đường thánh thiện. Không chán chường sự dở dang trong công cuộc truyền giáo rồi thôi sao giảng tin mừng, để cho khỏi băn khoăn về những dở dang đấy. Vâng, lạy Chúa. Con không muốn làm cho chuyện tình thành dang dở, nhưng chỉ vì con yếu đuối. Chúa thương con, thì với Chúa, những chuyện tình dở dang của con trên đường theo Chúa vẫn là những chuyện tình đẹp. Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con em mãi tuyệt vời. Mấy cùng đàn tơ tâu lên chiều mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé những hãy còn vơi. Ôi ân huệ tình yêu cao quý. Chúa gieo vào dài khúc thanh khiết muôn đời.
Chúa cho đời vui.